Ok, hello chào bạn, mình tên Quang Dũng. Ok, hello các bạn, mình tên là Dion. Ok bạn, chào mừng các bạn đến với channel Chuyển Xe Tin Trước. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nấu cho các anh xây dựng làm bể cái nhà của Tiến Nông Nghiệp mọi người. Thì các anh đó thì cũng mới làm thôi, nhưng mà mình sẽ nấu, hôm nay mình sẽ nấu để cho các anh thêm động lực, thêm sức khỏe để mà làm cho tốt mọi người. Thì ngày nay mình sẽ, đối với những người đem xây dựng thì mình sẽ chọn những cái món mà cơm và thịt. Thì mình hôm nay thì mình sẽ có món thịt kho với khoai tây mọi người. Thì bên này người dân bản địa rất thích ăn khoai tây, cho nên mình sẽ kết hợp là kho thịt và khoai tây. Đấy, thì các nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là kho thịt để cơm thì mình đã nấu rồi, từ sáng rồi. Kho thịt để đưa lên cho các anh ăn buổi tối mọi người, để các anh buổi chiều còn làm việc nữa. Ok các bạn. Ok. Trabalho. Tem quantas pessoas aí? 28. Já vai comer já, já? Já! Vamos lá. Ok, bạn, thì bây giờ mình đã đến đây rồi. Ồ, rất là đông. À, 30 người, 28 người, 30 người. Đấy, 28 người thì mọi người đang làm. Ta fazer bem, né? Muito rápido. Ainda ta fazer coisa. Fundação. Sim. Ok. Já. O comida tá vindo já. Vou só mais descansar agora, vou arranjar sítio aí para... Tem que... Aonde? Vai comer aonde, filha? Aqui! Hã? Não, vai tu mesmo tu comprar um mango. Aqui, aqui tá bom. Cai no sol assim? No sol não. No sol não. Tem cena só. Lá, 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 sobra aí. Lá, lá, sobra aí. Tá bom. Okay, tá bom. E agora... Vai só na lavar mal, já? E agora nós, eu vou ir lá. E aí, um pau aqui. Que tem sombra. Já? Já. Valeu! Aleluia! Yeah. Tchau, các bạn! Ok. Ainda vou. Vai, tem arroz com carne, com batata. Ale ya bali pakamba. Ok bạn, đây thì mình ở đây là chọn địa điểm, các anh đang bưng bàn lại. Thì là chọn địa điểm đấy, cho nhím nhím mà mọi người. Thì anh ăn xong rồi anh nghỉ ngơi nữa. Thì hôm nay là cơm thịt kho khoai tây. Yeah, bumba. Bumba. Carne con. Carne de porco con batata. Wow. Con arroz. Uia. Yeah. Muito cansado, né? Muita fome. Muita fome. Yeah, aqui. Slide aqui. Ok. Aí. Obrigado, yeah? Yeah. Bora lavar a mão. Yeah, agora vai lavar a mão, né? Para com tudo aí. Pode parar um pouco para mostrar. Yeah. Não, tá bom, já. Yeah. Só fica uma... Yeah, agora. Não tem problema. Não é sentar, estou sentar fora aqui. Já limpa tudo, né? Essa aqui é para meter aqui. Vai meter coisa aqui. Aí,
Đoàn đây xé không vô rồi ạ. Xé vô là lật xe. Nên mình sẽ bưng nồi cơm vào đấy và để ấy cả anh nhìn tay bưng nồi cơm vào đấy và chuẩn bị cho các anh ngồi vào ăn thôi. Dạ, rất là sốt. Để đây là anh. Vâng, mình sang đấy. Dạ, vâng, mình. 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 Arroz, carne, con batata, Tá com fome muito? Tá com fome muito. Já meti também sal e óleo aqui no coi, no arroz. Tá bonito. Tá sem comer. Tá bonito. Tá cơm nó thoải mái mà người ạ. Thì người làm là phải ăn một hai đĩa này. Đấy, người chị đây. Vui tụng bố. Đấy. Nào. Ui. Bonito, gosta muito. Vivo io. Camoni, Vietnam, vai. Ya, yeah, Camoni, Vietnam. Ya. Yeah. Aleluia. Amen. Camon Vietnam. A trazer comida. Tudo tá bonito. Ya. Não, eu sei que você aqui bomba muito. Ah, bomba muito. Bomba muito, então, fazer comida para você ter mais força. Tá bom. Yeah. Aleluia. Camoni Vietnam. Camoni Vietnam. Sabe Camoni que? Obrigado. Obrigado. Camon é obrigado. Tá bom. Quando você fala Camon Vietnam, tipo falar obrigado Vietnam. Sim. Para fazer comida. Sim. Camoni Vietnam. Agradecemos. Camoni Vietnam. Tem que comer bem, bater bem. Tá bonito. Ok các bạn, đấy thì tất cả là có rồi. Đấy, tôi được ra đây. Agora já tá mesmo querendo mesmo comer já, né? Já. Agora pode comer, mas antes de comer, vamos falar por Titi. Mãe, các bạn ăn, tipo... Sim. Tipo, eu também não comer, vocês falaram, pode Titi, para eu comer também junto com Titi. Ok. Mãe, các bạn ăn! Ok, já. Dạ, bố với Titi, bố sau về. Dạ. Chắc là bây giờ người lớn thì mình sẽ quay sớ quá các bạn thôi. Thì ăn thì chỉ là rất là đói, rất mệt rồi. Mũi tôi càng xa rồi đấy. Mình mà quay nhiều quá thì mọi người ăn cũng tự nhiên thôi. Nên là bây giờ là mình sẽ để cho mọi người ăn tự nhiên. Ok, dạ. Đi lý là xong. Thế sao bố chúng ta có mẹ mẹ mù bè. Dạ. Tá bom, come sua já. Fazer, não vou meter sal, óleo, porque não espera, não comer isso. Sim. Mas já sabe, agora vou meter mais sal. Assim tá bom, né? Tá bom. Agora assim tá. Tá bonito. Já. Tá bom. Tá muito bonito. Muito cuia. Cuia. Já beba. Já beba. Já. Ok, bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ để các mọi người ăn. Mọi người sẽ ăn chắc là rất nhanh thôi. Đấy, thì đấy là chủ nhà tình thương mọi người. Cho nên là mình sẽ nấu tất cả mọi người. Người lớn cũng có, trẻ em cũng có. Thì hồi là mình sẽ ưu tiên cho trẻ nhỏ hơn. Nhưng mà mọi người đấy làm xây dựng làm cái công trình này thì rất là mệt. Cho nên là mình sẽ nấu một bữa cho mọi người ăn để nhận thức món cơm thịt Việt Nam. Cho mọi người có thêm động lực để mà làm. Đấy. Nè, xin chào tiếp bôi xong của mình được rồi. Takuya muito. Ê bà, takuya muito. Đấy, cả anh làm rất là mệt mọi người. Làm rất đói, rất mệt. Mình chỉ dám quay xa xa thôi. Chứ kẻ sạt mặt các anh như cái anh ngài không dám ăn. Đấy, quando você filmar, né? Você filma para criança, pode filmar próximo. Mas para mais velho, comer, deixa ele comer, não filma muito na casa.
thì tại vì là cái anh máy quay của mình là cũng mới làm mọi người, cho nên là mình cho nên là nhiều anh chỉ biết quay vậy lắm, nên mình đang hướng dẫn anh quay cho hợp lý. Dạ tạm biệt. Dạ có mấy sôi á, có mấy bê trabalha yang man. Okay man, ấy ra cả bộ tour luôn. Ra cả bộ. Agora ta ra ra ta mới mua. Agora sau mới mua trabalho. Trabalho bumba. Quem mexe aqui? Quem quiser ler? Sim. Já, tudo bem, né? Já, como é, mestre? Já, agora você sente como com essa hoje comida? A comida ficou muito bem. Só falta chindungo. Chindungo mais? Chindungo. Ai, cabana, é tio ớt. Mình cũng giảm bỏ ớt, vì sợ là bên này là mọi người, có nhiều người không ăn ớt đây. Ai, nào, eu também do mete chindungo outra pessoa não dá para comer. Mas depois outra vez vou meter com chindungo, já. Ok, ok. E agora, e essa comida mesmo já está para... Para ajudar muito, né? Sim, sinceramente, ok. Já ajuda muito para trabalhar depois. Tá, né? Para termos força mesmo. Cada dia que nasce, tem que nos reforçar mesmo com o almoço. Yeah, para toda okay. A minha, essa é minha gente, para ficar bem organizado bem no trabalho. Agora. Yeah. Vamos, Vietnam! Vamos, Vietnam! Okay. Agora. Chào các bạn, thì cái video ngày hôm nay chắc là cũng sẽ kết thúc tại đây. Mình hôm nay rất là vui, mọi người rất là vui để ta tên Fossa ra. Đấy, thì bây giờ mọi người sẽ nghỉ ngơi một tí và sẽ tiếp tục làm việc. Còn bây giờ video ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Mọi người hãy và ý nghĩa thì cho mình một like, một share và một subscribe kênh Chuyện Tình Thương để mình có thêm động lực giúp đỡ những người đi nấu ăn, những món ăn để giúp đỡ những người nghèo, những trẻ em nghèo ở miền núi châu Phi cũng như là tất cả mọi người người già đau đầu ở đây. Ok, agora vamos pro show. Tchau, các bạn. Tchau. Agora, tchau, các bạn. Aleluia. Cuia. Cuia. Como o Vietnam. Não, descansa pouco depois do trabalho. Não vai que. Aí, cho mọi người nghỉ ngơi tí đi, làm mời ăn sóng mà làm rồi chị luôn. Chào bạn nha. Ok. Dạ. Chegaram. Fica tudo. Ok các bạn, đấy, thì cả ngày bây giờ là bảo nghỉ 15 phút chứ mà lại làm liền đấy. Nghỉ 2-3 phút đây thì ngồi để làm liền. Dạ, yeah, Messi, chào nhá. Chào chào. Cũng bảo về nhá. Đấy. Muito bom.